Các bạn ơi, Chủ nhật hàng tuần cậu về là bà ngoại làm món này món kia gửi lên cho bé. Đây là cái món mà hai bé nhà mình thích nhất nè. Món trứng cút, xúc xích, kho nước tương nha, kho tương cà, tương ớt. Rất là ngon luôn. Xin mời các bạn đồng hành cùng mình nha. Đây là tấm lòng của bà ngoại ship lên tận Sài Gòn. Đây là xúc xích nè các bạn, xúc xích dinh dưỡng cho bé ăn nha, xúc xích tiệt trùng. Đây là trứng cút, 30 cái trứng cút mình đã lột sẵn rồi nè, luộc sẵn rồi. Bây giờ mình sắc trứng cút nha, sắc xúc xích. Cái món này là cái món bé thích nhất nè, vệ sinh bổ dưỡng thơm ngon, hợp vệ sinh nha các bạn. Mình cắt ra. Bé đi học thì buổi sáng thì giao cho nhà trường ăn của nhà trường, nhưng mà không biết ăn như thế nào. Chiều về thì mẹ mệt quá, đi làm về trễ, ăn uống sơ sài, tội nghiệp bé. Ở cuối tuần thì cậu về, bà ngoại làm đồ gửi lên, làm những món mà bé thích nhất để các bé ăn là nhớ bà ngoại, hoặc là cảm giác có bà ngoại bên cạnh. Bà ngoại bên cạnh thì ấm lắm, ăn uống như ý cả người lớn và em bé. Bà ngoại về quê rồi không có dịp để lên nữa. Mình ít ăn cho nên mình không có biết gỡ như thế nào nữa. Cái này là xúc xích ăn liền đó nha các bạn. Rồi mình cứ tuần tự mình làm cho hết ha. Bây giờ mình sắc ra, cắt xéo xéo như thế này nè. Cứ tiếp tục sắc hết nha. Mình làm nước sốt. Mình cho vô đây là nửa muỗng bột nêm nha các bạn. Nước sốt để mà kho trứng cút. Một muỗng nước tương. Nước tương này mặn. Đường cát, một muỗng rưỡi, và không thể thiếu tương cà và tương ớt nha. Cái này là tương cà nè. Một muỗng tương cà, một muỗng tương ớt cho nó hơi the the nha các bạn. Tập các bé ăn ớt á, đang đi ra ngoài người ta ăn cái gì nó ăn cái nấy. Bé nhà mình ăn cay cũng giỏi lắm, nhưng mà không có niêm tiêu nha các bạn, không như vậy là được rồi đó. Rồi trứng thì không có nên đi với tỏi, tỏi với trứng là nó sinh hóa không tiêu. Như vậy để vô mình kho thôi, làm cho bé ăn thì phải làm cho lành. Bếp lên nha các bạn. Đổ cái nước sốt vô. Đổ cái nước sốt là nãy vô nè. Mình nếm lại nha, bé nhà mình đừng có cho nó ăn quá mặn mà cũng không cho ăn quá ngọt nha các bạn. Rất là vừa ăn. Bà ngoại thì biết khẩu vị từng người luôn á. Rồi bắt đầu mình bỏ trứng cút vô ha. Bỏ vô cho nó ngấm.
Kho như thế này thôi, mình không có kho dầu mỡ gì hết nha các bạn. Kho cho em bé ăn như thế này được rồi. Đáng lẽ ra trứng cút các bạn phải chiên, chiên nó mới ngon. Rồi bỏ luôn xúc xích vào. Được một khẩu phần ăn của hai bé và ba luôn á. Rồi mình cho nó sôi lên cho nó ngấm vô ha. Thế là xong. Được một cái món ngon lành cho buổi chiều rồi đó. Ăn thì đơn giản nhưng mà cũng kén ăn lắm các bạn ơi. Nó thích món này nhất. Bé 6 tuổi, bé 12 tuổi. Rồi chờ cho nó ngấm nha. Rồi mình xào lên, xào lên cho nó thấm nha các bạn. Món ăn thích nhất của hai bé nhà mình đây. Chiều nay sẽ có thức ăn bà ngoại gửi lên Sài Gòn. Ăn được buổi chiều. Buổi sáng là ăn cơm nhà trường nữa các bạn. Rồi nó sền sệt rồi tắt bếp ha. Cho vô chút xíu hành đi nha. Tập bé ăn hành. Nhưng mà đặc biệt là trứng không đi với tỏi. Trứng đi với tỏi là nó không tiêu, ăn lâu tiêu. Xong rồi, xin mời nha.